4 tháng đầu năm nay, thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được 1.370 tỷ đồng, đạt 37% so với dự toán được giao, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu sắc thuế đạt cao là thu thuế giá trị gia tăng đạt 1.200 tỷ đồng, thu thuế xuất khẩu nhập khẩu đạt trên 100 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Hưng Yên thực hiện thủ tục tờ khai xuất nhập khẩu trên 100.000 tờ khai, doanh nghiệp có thể khai báo điện tử, làm thủ tục 24/24 giờ cho tất cả các ngày làm việc trong tuần. Đến nay, đơn vị ký bản thỏa thuận với trên 1.500 doanh nghiệp, đưa các nội dung thỏa thuận vào hoạt động thực tiễn. Chi cục Hải quan Hưng Yên xây dựng bản cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hải quan với các cam kết về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ và thái độ, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của công chức hải quan khi tiếp xúc, làm việc với người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp đến giao dịch, quyết liệt thực hiện dự toán pháp lệnh được giao.